Hello, xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn ha. Hôm nay sẽ trở lại với các bạn qua một cái clip trong cái mảng danh sách là căn bản sống. Và cái chủ đề của cái clip ngày hôm nay đó chính là vì sao hiện tại nhiều người rất là nhiều người chọn cái phương án thanh toán qua hình thức chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử. Đó. Thì để đi sâu vào chia sẻ rõ cái nội dung của cái clip này thì Phương muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Thì ngày hôm qua các bạn thì cả nhà đi ăn mì gõ ngoài lòng lề đường. Thì lúc mà ăn xong có cái mục tới cái tiết mục mà thanh toán á. Thì Phương thấy ngay chỗ xe mì gõ của anh chủ quán có dán cái mã QR. Có số in số tài khoản. Đó. Thì đây là cũng là một cái điều mà nó phải nói là nó chạy theo xu hướng các bạn. Có nghĩa là nhiều người thích ứng chọn cái phương án là cho khách hàng của mình thêm một cái phương án thanh toán nữa. Và hôm qua Phương đã thực hiện cái việc mà thanh toán cho 3 tô mì gõ của gia đình mình qua hình thức là chuyển khoản. Đó. Thì các bạn ở thành phố thì sẽ nghe cái hình thức này nó không có lạ lẫm gì. Tuy nhiên đối với những cái thành phố khác ở ngoài Sài Gòn thì các bạn sẽ thấy là hơi khá là lạ lẫm ha. Tại vì hiện tại bây giờ các bạn thì chỉ duy nhất ở thành phố lớn nhất của Việt Nam mình đó là Sài Gòn là sử dụng là rất nhiều các dịch vụ ăn uống hay các dịch vụ mà tối thiểu khác đều có bắt đầu chạy theo cái xu hướng là thanh toán chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử đó. Và trong kênh của Phương á, thì Phương cũng đã có một cái clip nói về ví điện tử rồi, nói về tài khoản ngân hàng rồi đó. Thì hôm nay Phương sẽ làm một cái clip này để bắt kịp với cái xu hướng, muốn chia sẻ lên cho các bạn biết rằng bây giờ là đối với cái việc mà thanh toán bất kỳ, ví dụ như bây giờ Phương đang ngồi uống cà phê nè các bạn, thì ngay quầy order tính tiền, người ta đã dán hàng loạt tất cả những cái phương thức thanh toán chuyển khoản nè, ví điện tử nè, thẻ tín dụng nè. Thì các bạn thấy là bắt đầu rất là nhiều người bắt đầu đã hòa nhập theo với cái thời đại rồi các bạn. Đó. Thì cái lợi ích mà khi mà các bạn thanh toán bằng chuyển khoản thì nó sẽ như thế nào? Cái thứ nhất là nó nhanh. Nó nhanh ở đây là người mua đỡ tốn tiền ra đếm tiền đưa cho người bán đỡ phải tốn thời gian thối lại tiền. Đó. Và bây giờ hai người chỉ cần việc thao tác làm sao? Một người đưa số tài khoản và người kia chuyển khoản vô số tài khoản cho người bán. Đúng với cái số tiền. Ví dụ như mười mấy nghìn mấy trăm hay là mười mấy ngàn, 11 ngàn, 12 ngàn thì các bạn sẽ không lo lắng về cái số tiền lẻ mà mình không có nữa. Nó nhanh gọn lẹ ha các bạn. Và đó là cái việc mà lợi ích. Rồi, kế đến là cái xu hướng. Xu hướng thì sao hả các bạn? Là vì sao mà ở Sài Gòn nó đã phát triển cái việc cái việc mà thanh toán bằng tài khoản ngân hàng, ví điện tử nó mở rộng, nó nhân rộng nhanh đến như vậy. Nguyên nhân là gì các bạn? Nguyên nhân là do cái cơn dịch Covid-19 vừa qua. Lúc mà cơn đại dịch Covid-19 các bạn, thì tất cả mọi hàng hóa lưu thông các bạn mua thì người ta ngại va chạm và ngại cầm tiền đưa cho người này sang người kia. Thì bắt đầu lúc đó người ta mới nghĩ tới cái phương án là chuyển khoản. Lúc đó Phương còn ở chung cư các bạn, khi mà mua một cái món đồ gì á thì người ta giao tới tận nhà, người ta bấm chuông xong người ta đi, người ta không có đợi mình đi ra để lấy tiền nữa các bạn, mà người ta sẽ in trong, bỏ một miếng giấy ở trong cái bịch hàng á, số tài khoản ngân hàng của cái người đó. Phương chỉ việc ở nhà bấm tít tít để chuyển khoản qua cho người đó thôi. Sau khi chuyển khoản rồi, chụp hình gửi qua Zalo hoặc là Messenger cho người bán xác nhận là mình đã chuyển khoản thành công. Chính vì cái cơn đại dịch Covid-19 đó mà nó đẩy nhanh cái quá trình mà khiến cho mọi người thích ứng nhanh với tài khoản ngân hàng, với ví điện tử. Chứ không phải tự nhiên mà trong một khoảng thời gian ngắn mà cái việc thanh toán bằng tài khoản ngân hàng với ví điện tử nó phát triển nhanh như vậy đâu nha các bạn. Nhưng do lúc mà cơn đại dịch Covid-19 người ta đã quen rồi, và sau cơn dịch Covid-19 nó đi qua các bạn, thì nó để lại cái gì? Cái thói quen. Nhiều người nhận ra rằng với cái việc này nó quá là thuận tiện đi trong cái việc mà giao dịch hàng ngày. Thì đây là mới ở trong, nói riêng của Sài Gòn mình thôi, trong nước mình thôi. Chứ còn đối với thế giới, như điển hình như anh bạn hàng xóm kế nhà mình đó chính là Trung Quốc á các bạn. Thì các bạn biết là bây giờ người ta nói không với tiền mặt.
mọi thứ đều quy ra bằng chuyển khoản hết, bằng ví điện tử mã QR hết các bạn. Ngay chỗ Phương sống bây giờ đi ra chợ mua một bó bông cũng có thể quét mã QR, cũng có thể chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, chuyện cũng có thể ví điện tử. Đi ăn mì gõ cũng có thể chuyển khoản, tất tần tật đều có thể chuyển khoản hết nha các bạn. Thậm chí là hồi sáng hôm qua cà phê có một bà vé số đi qua hỏi mua vé số, mà cũng tự nói cô cũng có tài khoản ngân hàng. Là các bạn hiểu bây giờ người ta đã bắt trend với nhau khá là nhanh đó. Thì trong những cái đó, trong những cái việc mà nó phát triển như vậy thì có cái gì mà các bạn cần lưu ý không? Thì thứ nhất các bạn lưu ý là khi mà các bạn thanh toán nhập số tài khoản ngân hàng vô thì các bạn phải lưu ý một vài điểm cơ bản ha. Là dạo này nó cũng xuất phát những cái gọi là những cái kẻ lừa đảo nó hơi tinh vi xíu. Có nghĩa là nó vào một cái hàng quán nào đó, nó thấy cái quán nó bán đông, thế là nó nhìn cái tờ giấy mã QR của chủ quán đó các bạn. Nó tự in ra, xong nó tự in cái mã QR số tài khoản cá nhân của nó và nó dán chồng đè lên cái số tài khoản của anh chủ quán ha. Bởi vậy khi mà các bạn thanh toán á, khi mà các bạn thanh toán qua số tài khoản ngân hàng á, thì các bạn phải để ý một việc là nhập số tài khoản vào, xác nhận lại tên với chủ quán đó, và hỏi số tiền cho nó kỹ càng, chứ đừng có như cái thói quen dơ cái điện thoại lên vô tài khoản ngân hàng rồi quét mã QR cái kịch bấm nha. Mình phải làm từng bước mình xác nhận từng bước, xác nhận số tài khoản, xác nhận tên, xác nhận giá tiền rồi các bạn chuyển khoản cho người ta nha. Rồi cái đó nữa là đó là chính là những cái cảnh báo ha. Rồi trong cái quá trình mà các bạn thực hiện cái việc mà thanh toán qua tài khoản ngân hàng, nó có những cái lỗi gì không? Xin thưa các bạn là có vô vàn lỗi luôn. Tại vì khi mà các bạn sử dụng, khi mà các bạn thanh toán trực tuyến như vậy thì yêu cầu mạng của điện thoại của các bạn nó phải có mạng, các bạn phải có wifi hoặc các mạng phải có 4G đó. Thì trong cái quá trình mà các bạn chuyển tiền, chỉ cần cái đường truyền của các bạn nó bị một số lỗi thì có thể cái thao tác của cái việc mà chuyển tiền đó nó cũng có thể bị lỗi, có thể tiền không qua được cho bên chủ quán nhưng mà trong tài khoản của các bạn vẫn bị trừ tiền. Thì đây là một số trường hợp mà Phương đã gặp rồi. Tuy nhiên sau khi phía ngân hàng làm việc lại thì sẽ trả tiền lại cho các bạn, nên các bạn không lo cái việc này. Đây là những cái lỗi mà bắt buộc nó có thể sẽ xảy ra, nên các bạn đừng lo ha. Đó. Thì trong tương lai các bạn, thì trong tương lai Phương nghĩ là đối với cái phía mà ngân hàng hoặc là ví điện tử, người ta chắc chắn người ta sẽ thúc đẩy mạnh cái ứng dụng của họ mạnh lên nữa, để cho cái quá trình mà các bạn thao tác nó còn nhanh hơn nữa. Hiện tại bây giờ là các bạn phải vào cái ứng dụng ngân hàng nè, các bạn chọn chuyển tiền và các bạn quét mã QR. Có nhiều nơi người ta chưa in mã QR ra thì các bạn phải nhập vào số tài khoản ra. Nhưng mà trong tương lai Phương nghĩ người ta sẽ có một cái phương thức gì đó, người ta sẽ thúc đẩy viết lên một cập nhật cái ứng dụng nó mạnh hơn nữa, để khi các bạn chuyển tiền cho nó nhanh hơn nữa. Bây giờ là cái ứng dụng hầu như nó đã tối ưu rồi, và bây giờ cái vấn đề còn người ta còn lại là người ta phải làm cho nó cái bước thao tác của các bạn nó ít đi và cái thời gian thành công nó nhanh hơn nữa. Đó là trong những cái tương lai. Vì sao còn hiện tại bây giờ nhiều những cái dịch vụ nhỏ lẻ như vậy nè các bạn, thì hầu như người ta không sử dụng được thẻ tín dụng. Lý do là nếu mà bên chủ quán, bên nhà hàng hay bên những cái quán cà phê mà người ta, hay là những nhỏ lẻ các bạn, hoặc là những cái dịch vụ mà như nãy Phương nói mì gõ hay gì này nọ đồ á, mà người ta sử dụng thẻ tín dụng á, người ta tốn rất là nhiều chi phí. Cái thứ nhất là cái máy quẹt đó, rồi phí dịch vụ, rồi cái trong cái máy quẹt nó phải in ra giấy đó, nó tốn rất là nhiều cái chi phí phụ trợ đi theo. Trong khi việc sử dụng tài khoản ngân hàng và ví điện tử, các bạn chuyển tiền là thì không có phí dịch vụ, miễn phí hoàn toàn. Nên cái này nó được ưu tiên hơn. Cái gì mà miễn phí thì phải được ưu tiên hơn.
Còn trong tương lai nếu mà thẻ tín dụng mà muốn thúc đẩy nó mở rộng hơn nữa là cái quá trình mà các bạn quẹt thẻ nó phải giảm bớt lại cái chi phí của thiết bị nè, rồi kế đến là cái phí dịch vụ của thẻ tín dụng thì nó mới mạnh được như cái việc mà thanh toán qua tài khoản ngân hàng được. Đó. Thì đây là những cái chia sẻ của Phương về cái góc nhìn của Phương trong đối với cái việc mà chúng ta đang hòa nhập với xu hướng đó chính là thanh toán bằng tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Rồi, clip tới đây cũng khá dài. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.